Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật của Thiện Phú. Bên dưới video có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Cảm ơn anh em đã tin tưởng theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật trong thời gian vừa qua. Hôm nay Thiện Phú review 55 mẫu nha anh em. Con này mẫu số 1 hiệu là Kugu nha anh em. Thương hiệu của Italy. Rất là mới. Con này chưa qua sử dụng, con này còn mới, full hợp. Mặt rất là đẹp nha anh em. Thương hiệu Italy. Chạy 7 kim. 3 kim nhỏ và 4 kim nhỏ, 4 kim nhỏ và 3 kim lớn nha. Size 36. 4 chân dây là size 46. Con này có lỗ cơ sau nha anh em. Để trong nước là 3 ATM, bên này để Kugu và Italy. Máy chạy tự động. Con này mẫu số 1. Giá là 1.800.000. Qua mẫu số 2. Mẫu số 2 con này con đồng hồ cũng là thương hiệu Kugu nha anh em. Kugu thương hiệu của Italy. Con này cũng chạy automatic. Con này cái dây màu trắng, anh em không thích dây trắng thì thay bộ dây da đen vô nha anh em. Thay bộ dây da đen vô thì nó sẽ ok hơn. Con này chạy automatic, mặt nó màu màu trắng. Kim đỏ nha anh em, kim đỏ. Lỗ cơ sau. Dây da nguyên bản nha, cái đây là khóa của nó là khóa bướm này. Khóa gập. Khóa gài. Con này size 36. Độ mới rất cao nha anh em. 4 góc nó đến 4 viên đá. Bỏ dây da đen vô là đeo rất đẹp nha anh em. Con này mẫu số 2 giá là 1.800.000. Chạy auto nha anh em, automatic. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3 con này con đồng hồ hiệu Henry London. Đồng hồ của Nhật nha anh em. Henry London. Cực đẹp nha anh em, mặt cực kỳ đẹp. Độ mới rất cao và chưa xé ni lông. Thì phải. Con này chưa xé ni lông phải. À con này xé rồi mà nó có cái dấu này. Toàn thân mạ vàng nha anh em.
toàn thân nó mạ vàng. Con này size 38. Có một ô có số lịch. Henry London con này chạy máy pin nha em, chạy máy pin. Máy Nhật. Chống nước 3 ATM. Con này mẫu số 3, giá là 1,6 triệu. Qua mẫu số 4, con này con đồng hồ hiệu là Galaxy nha em, hiệu Galaxy. Con này nó thiết kế rất đẹp, nó có tua bi lông nằm ở góc 6 giờ. Nó thiết kế những cái đường, những cái cây như này rất đẹp nha em. Chất thép rất là tốt, thép này rất là xịn nha em. Chạy tự động, độ cơ sau. Size 42 41.5 nha em, size 41.5. Con này mẫu số 4 giá là 1,8 triệu. Chạy automatic. Qua mẫu số 5, con này con đồng hồ hiệu là Diesel. Thiết kế rất là hầm hố nha anh em, rất là to. Con này rất là to. Size 51 nha anh em. Con này size 51. Núm rất là to luôn. Con này tay to, nam tay to, đeo cực kỳ đẹp nha nè. Này mặt số này, kim khá nhiều. Con này mẫu số 5, giá là 1,5 triệu. Qua mẫu số 6. Mẫu số 6, con này con đồng hồ cũng đi sale nha nè. Chống nước để 10 bát. Trong lúc để 10 bát. Thiết kế khá đẹp, thiết kế hình rất là độc nha anh em. Con này size 42. À, sorry anh em, size 47 lận. Size 47. Khá đẹp. Rất độc và hiếm nha. Con này hiếm có lắm, hiếm gặp con như thế này. Rồi mẫu số 10, dấu số mẫu số 6 giá là 1,3 triệu. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 con này con đồng hồ hiệu Bau hay quỳ. Con này hiệu Bau hay quỳ nha em. Thương hiệu của Đức. Chạy 3 cốt 6 kim.
Con này size 38 nha anh em. Size 38 và nó có thêm một cái kèm thêm một cái này. Cái dây nha anh em, sợi dây. Sợi dây đeo tay của thương hiệu Bao Huy Quỳnh. Có cái món neo. Con này mẫu số 7. Mẫu số 7 giá là 1,5 triệu. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 con này con đồng hồ hiệu là Fossil. Fossil phơm tăng nha anh em. Phơm tăng. Còn hợp luôn. Mạ vàng hồng. Góc 6 giờ có ô cửa sổ lọc lịch lọc nha anh em. Con này size 32. 4 chân dây là size 43. Mặt rất đẹp. Mặt sau làm rất là chắc nha anh em. Để trong nước là 5 ATM. Dây khóa nguyên zin. Con này mẫu số 8. Giá là 1,1 triệu. Qua mẫu số 9. Mẫu số 9 con này con đồng hồ hiệu là Pilot, đồng hồ Ấn Độ nha anh em. Con này là đồng hồ của đất Ấn Độ. Mặt màu xanh hai lòng. Mặt rất là đẹp nha anh em. Size 35. Con này chạy cưa cót. Khá mỏng. Con này mẫu số 9 giá là 1,5 triệu. Chạy cơ cót. Qua mẫu số 10. Con này con đồng hồ của Nhật. Investment con này là Investment. Con này cái đọc cái chữ nó để cái chữ nó khó đọc lắm nha này. Mặt màu xanh. Có thương hiệu con của Seiko. Con này size 37 nha này. Con này size 37 vuông. Size 37 vuông là khá to nha. Con này size bên này là size gần 42. Độ mới cũng còn khá cao. Con này mẫu số 10 giá là 1,1 triệu. Qua mẫu số 11. Mẫu số 11 con này là một lô
một lô hộp quạt luôn nha anh em. 8 cái. Qua mẫu số 11. 11 con này là một cái kippo hình con chuột nha anh em. Hình con chuột. Kippo made in USA, con này 12 nha anh em. La mã 12. Hộp quạt này chưa xài luôn. Có đá và có tim. Ruột trùng với vỏ nha. 12. Cái này chỉ còn mình bỏ xăng vô là mình xài thôi nha. Bỏ xăng vô là xài được. Con này mẫu số 11 giá là 420.000. Qua mẫu số 12. 12 này, 12 là hình cái này giống nữ thần tự do quá. Đây là cái gì cũng nhớ. Cái đây là Jippo nha anh em. Nó để cái trên nào là Jippo, Jippo hết nha. Cái này la mã cũng 12 luôn nha anh em. Tháo ruột ra, hơi cứng nha. Cái này hơi cứng nha. Cứng. Mà chắc chắn là nó trùng ruột nha. Cái màu này nó cũng khá đẹp nha nè. Cái màu nó có nó có ánh kim á. Con này mẫu số 12 giá là 420.000 luôn. Qua mẫu số 10 để lấy như thế này cho nó nhanh luôn nha anh em. Mẫu số 13 và 14 một lần lên hai mẫu luôn nha. 13 và 14. Mẫu số 13 là hình như thế này nha anh em, hình nó hoa văn như thế này. Hình có con lạc đà trên này. Và 14 là một nó màu đồng. Đây, hình con ngựa nha anh em, mã đáo thành công. Con này là Kippo made in USA, mã số 20. Nó là 20 trùng ruột nha anh em. 20. Cái này chỉ cần mình bỏ xăng vào là mình xài thôi. Mã 13 là 400. Mã 14. Mã 14 là 12 nha, mã số la mã 12. Ruột 12 nha. Đổ xăng vô đây là xài thôi. Con này mẫu số 14. Giá là 450k. Qua mẫu số 15 và 16 nha. Lên một lần hai mẫu luôn. 15 và 16. Con này màu nó màu màu vàng, con này màu trắng nha. Nó giống màu màu bạc vậy. Đây 15. Con này thì không có hoa văn nha anh em. Nó hai bên giống nhau luôn. Thiết kế rất đơn giản. Con này là la mã số 6 nha. Số 6 made in USA. Cái ruột nó số 6 nha anh em. Đổ xăng vào đây là xài thôi.
Con này là mẫu số 15, giá là 420. Qua mẫu số 16. Con này nó giống như màu bạc nha anh em. Màu bạc. Con này là mã 10 12. Ruột trùng nha anh em. 12. Con này mẫu số 16 giá là 420.000 luôn. Qua mẫu số 17 và 18. 17 là nó màu đồng nha anh em. Nó nhìn hoa hình hoa văn rất là nhiều như này. Cái mặt này nó có cái gì này? Phía sau nó có chữ. Con này mã là mã 12 nha anh em, là mã 12. Con này mẫu số 17 giá là 450.000. Qua mẫu số 18. Số 18 là con này là lam mã 12 luôn. Hình ngôi sao như lá cờ, giống lá cờ của Mỹ. Nó màu với màu bạc. Ruột nha anh em. Con này mẫu số 18 giá là 420 luôn. Qua mẫu số 19. Mẫu 19 con này con đồng hồ hiệu Fossil nha anh em. Hiệu Fossil. Gốc 12 giờ đến một viên đá. Kính nó tràn viền qua bên ngoài này, mặt màu đen. Dây cũng khá rộng nha anh em. Phôm tăng. Kính nó kính cong size 35. 4 chân dây là size size 40 gần 45 nha anh em. Vòng tay rất là rộng. Con này máy chạy máy Ronda nha anh em. Con này chạy máy Ronda của Thụy Sĩ. Phía sau này có để chữ Thụy này. Con này mẫu số 19 giá là 750.000. Qua mẫu số 20. Con này con đồng hồ nó để là Esperin, hiệu Esperin. Calendar nha anh em, để calendar chống nước là 10 ATM. Có một ô số lịch lọc phóng đại ở đây giọt nước nha anh em. Mặt rất là đẹp, nó giống như là không biết cái con này có phải là solar năng lượng không. Giống năng lượng. Nó để chống nước 100 m nha anh em. Con này nhìn cái mặt nó giống năng lượng ánh sáng lắm nha anh em. Nó có một cái núm ở trên này nữa. Không biết làm gì. Cái núm này không biết để làm gì nha anh em. Để rút cái núm này thử nha. Không biết cái núm đi làm gì luôn nha anh em. Còn rất là mới. Con này size 38 nha anh em. Size 38.
Rồi mẫu số, con này mẫu số 20, giá là 750k. Con này rất là mới luôn. Cái tem cái chỗ này nó chia xé luôn nè. Chỗ này nó màu xanh xanh chia xé này. Đây này. Cái này là dính mực nha nè. Dính mực chỗ này. Mình chùi là nó đi nha. Đó. Con này mẫu số 20 giá là 750k. Qua mẫu số 21, con này con đồng hồ hiệu Dufa, thương hiệu của Đức, Made in Germany nha em. Những cái số như này là nó là màu xanh nha, và kim màu xanh, cọc của nó cọc đen. Chạy 3 cốt 6 kim. Khóa nguyên zin. Size 38. Con này đã lên dây bộ dây da mới nha. Size 38. Con này mẫu số 21, giá là 700 à, sorry là anh em là 1 triệu 7. Nấm nguyên zin này. Chất thép của nó rất là xịn nha anh em. Chất thép con này rất xịn. Con này nó có hai cái màu nha anh em. Để màu như này nó ra màu xanh này, nhưng mà nghiêng nó sẽ chuyển những cái cọc số này ra thành màu xanh đậm hơn. Màu xanh nhạt hơn và xanh đậm hơn. Bộ kim của nó cũng vậy nha anh em, giống như là kim nhung xanh á. Có một ô cửa sổ lịch nó nằm ở góc này nữa. Con này mẫu số 21, giá là 1 triệu 7. Qua mẫu số 22, con này có đồng hồ hiệu Technot, mặt xanh nha nè. Mặt xanh. Nhìn có thể xoay được không? Có thể xoay được không nha nè. Nhìn xoay được nhưng mà hơi cứng. Nhìn xoay được nha. Xoay được nè. Nhưng mà nó hơi cứng. Nó có một cái chấm đây để có dạ quang nha. Con này size 40, gần 45. Gần 45 nha nè. Mặt màu xanh. Kim cọc có dạ quang. Hiệu là Technot. Chất thép của nó là rất là xịn. Dây khóa nguyên zin. Con này mẫu số 22, giá là 1 triệu 1. Qua mẫu số 23. Mẫu số 23 con này con đồng hồ hiệu Rado nha em. Rado nó làm bằng đá. Con này làm bằng đá tung sen. Làm bằng đá tung sen. Hết cả dây và nguyên cái khối nha. Rất là nặng. Size 29. Chiều ngang của nó là size 40. Chạy máy Nhật nha em. Con này chạy máy của Nhật. Làm bằng đá rất là nặng. Con này mẫu số 23. Giá là 1 triệu 2. Qua mẫu số 24, con này một cái quả quýt hình con chim đầy bàn. Đứng trên một cái tảng đá. Chạy bằng pin nha em. Phía sau có hình hoa sen. Con này mẫu số 24, giá là 300k. Qua mẫu số 25,
Mã số 25 con này con đồng hồ hiệu là Nichi. Niền nó cứ đính đá nha nè. Những cái viên đá trên này. Mặt số giống có sợi carbon. Bên cái niền này là nó màu cam nha nè, niền màu cam. Thiết kế có những cái đường hoa văn như này, rất đẹp. Vòng tròn bên này là màu vàng hồng nha anh em. Còn bên trái dưới đây màu vàng gold. Nichi. Đồng hồ thương hiệu của Mỹ. USA. Con này phiên bản giới hạn 1.500 cái nha anh em. 1.500 chiếc. Và con đây đứng số vị trí là 1.334. Con này size 42. À không phải nè, size 47 nha nè. Con này size 47 lận nha nè. Con này size 47 rất là to. Con này mẫu số 25 giá là 1.100.000. Qua mẫu số 26, con này con đồng hồ hiệu Samaton Maria, thương hiệu của Italy. Mặt màu đen 3 cốt 6 kim. Có một ô cửa số lượt lọc lịch nó nằm xéo nha, lịch xéo góc 4.5. Rất là nhiều số. Con này dây khóa nguyên zin. Thương hiệu Ý và máy của máy là chạy máy của Nhật. Size 40 gần 45. Samaton Maria. Chạy 3 cốt 6 kim. Mẫu số 26 giá là 1.200.000. Qua mẫu số 27. Đây là một bộ cài áo. Thương hiệu nó là thương hiệu nó để hai con sư tử hai bên nha anh em. Nó làm bằng chất liệu gì đây? Cũng chưa biết là chất liệu gì nha anh em. Cái màu của nó giống như màu bạc hoặc vàng trắng gì đó. Con này bộ này mẫu số 27 giá là 350k. Cái này để cài vô cái áo này, cài vô cái cổ này, cài vô khuy áo này. Hợp màu nhung. Con số 28, con này một cái bộ cài áo luôn. Nó làm chất liệu rất đẹp, mạ vàng. Con này mẫu số 28 giá là 300k. Qua mẫu số 29. Mẫu số 29 con này con đồng hồ hiệu là Omega. Omega chạy bằng pin nha anh em. Con đồng hồ của Thụy Sĩ chính hãng. Chạy pin của nữ. Size 20. À size nó 19 nha anh em. Size 19. Mặt rất đẹp. Con này khóa vẫn còn nguyên zin. Bọc vàng rất là dày. Lên bả trầu nha anh em, nó lên bả trầu. Mình có thể lau là nó sạch. Con này chạy 2 kim nha anh em, chạy 2 kim và đang chạy rất là đúng giờ. Con này mẫu số
29, giá là 1,1 triệu. Qua mẫu số 30. Mẫu số 30 con này con đồng hồ hiệu là Sika, đồng hồ của Thụy Sĩ. Con này size 16.5. Dây khóa nguyên zin. Thương hiệu của Sika. Máy Thụy Sĩ chính hãng, con này mẫu số 30, giá là 700k. Qua mẫu số 31. Con này con đồng hồ của Nhật chạy hai kim. Làm dây da nó ôm luôn cái đồng hồ luôn nha anh em. Ôm đồng hồ bên trong cái bộ dây da này. Con này mẫu số 31, giá là 450k. Qua mẫu số 32. Mẫu số 32. Đây là một cái sợi dây. Nó làm bằng chất liệu như này. Bên trong là sợi vải nha này. Sợi vải là sợi gì này. Và bên ngoài này nó làm cái những cái hạt này. Con này mẫu số 32, giá là 150k. Mẫu số 33. Mẫu số 33 đây là một cái sợi dây nó làm bằng gỗ nha anh em. Nó gỗ nó đang lưới như này. Mình phải theo đeo tay nha. Nó cũng có độ co giãn nha, nè, co giãn này. Con này mẫu số 33, giá là 300k. Gỗ bên Nhật nha anh em. Qua mẫu số 34. Đây là một cái sợi dây đeo tay, nó làm bằng chất liệu bằng da nha anh em, da xịn nha anh em. Mình đeo mình mở cái này, nó có cái nút cái đây khóa cho này lại này, mở ra rồi khóa lại như này. Cái da rất là xịn nha. Con này mẫu số 34, giá là 150k. Qua mẫu số 35. Con này là một cái sợi dây đeo cổ hình trái tim nha anh em. Hình nó làm hình trái tim và nó có một cái hạt gì đây này. Sợi dây này nó làm bằng da hay là gì. Con này mẫu số 35, giá là 150k. Qua mẫu số 36. Đây là một cái sợi dây nó làm bằng cái hình gì cũng giống như con sao biển. Sợi dây của nó thì nó đính cườm thì phải, đính hạt cườm này. Con này mẫu số 36, giá là 250k. Và mẫu số 37. Số 37 và 38 ra luôn nha anh em. Mẫu số 37 đây là một cái sợi dây đeo cổ
nó làm chất liệu vậy nè, nên nha anh em. Hình những cái hoa đó. Con này mẫu số 37, giá là 250k. Qua mẫu số 38, đây là một cái hình hoa giống như hoa hồng nha em. Mặt sau nó có những cái hình như này. Con này mẫu số 238, giá là 200k. Qua mẫu số 39. Mẫu số 39 đây là một cái giống như là nó làm bằng dừa hay là gì, là nó giống như là cái gấu dừa này nha anh em. Nhưng mà nó đính những cái này. Khảm trai vậy, khảm trai lên đây. Một miếng khảm trai đây. Nó có một cái hạt ở đây nữa. Không biết dừa này ở đâu. Dừa này lại ở Nhật. Có Nhật có dừa không? Cái này mẫu số 39 giá là 300k nha anh em. Nhìn nó sáng nó chói. Nó có khảm trai nha anh em. Qua mẫu số 40. Mẫu số 40 đây là một cái sợi dây chuyền. Có cái hạt gì đây. Con này mẫu số 40 giá là 150k. Và mẫu số 41. Mẫu số 41 đây là cũng sợi dây chuyền nha anh em. Trang trí này. Con này mẫu số 41 giá là 150k. Nó làm chỗ có hộp gỗ nữa. Và mẫu số 42. Mẫu số 42 đây là một cái sợi dây cũng dây chuyền luôn nè. Nó làm chất liệu gì không biết nha. Như đây đeo vàng như này. Mẫu số 42 giá là 300k. Còn mẫu số 43. Đây là một cái sợi dây. Cũng như sợi dây chuyền vậy. Nó như thế này. Mặt nó như thế này nha em. Có một cái hạt nhìn thế này. Con này mẫu số 43 giá là 150k. Và mẫu số 44. Đây là một cái sợi gì mình không rõ. Mà nó làm như thế này nha anh em. Đây. Con này mẫu số 44 giá là 150k. Biết nó làm cái này là để làm gì? Hay là để cột tóc hay làm gì nhỉ? Hay là cái này để đeo vô trong bụng? Nói chung là để trang trí, trang sức. Qua mẫu số 45. Mẫu số 45 đây là một cũng là sợi dây chuyền nha. Đây, như này. Có hai cái hạt như này.
Con này mẫu số 45 giá cũng 150k. Và mẫu số 46. Mẫu số 46 đây là hình hoa. Cái này nó làm hình cái hoa. Và đeo vô cổ nha nè. Con này mẫu số 26 giá là 200k. À, mẫu số 46 nè. 46. Qua mẫu số 47. Đây là một cái sợi dây chuyền khá là lạ. Con này da này rất đẹp nha nè. Con này mẫu số 47 giá là 350k. Qua mẫu số 48. Đây là cái hình. Hình gì đây? Hình con hà mã. Con cún vậy. Chìa khóa này. À con cún đây. Con này mẫu số 48 giá là 150k. Không có 49 nha anh em. Qua mẫu số 50. À 49 đây. 49 là một cây giống như cái đồng xu hay là cái gì đó. Nó có cái có một cái hình núi nha. Mạ vàng. Đây là một cái nhà, cái đây là một cái giống như cái tòa nhà nổi nha anh em, tòa nhà nổi giống như 3D đó, hình 3D. Cái đồng xu này nó to khoảng con này gần 40 nha anh em, 39. Con này mẫu số 49 giá là 300k. Qua mẫu số 50. 50 con này một cái con tỳ hưu nha này. Tỳ hưu đeo dây cái nó có cái khuy để có cái dây chuyền không, đeo móc vào đây mình đeo. Cái mặt, cái này là cái mặt dây chuyền. Màu vàng, con này mẫu số 50 giá là 250k. Và mẫu số 51. Số 51, con này một con có tỳ hưu, nó làm bằng đá. Con tỳ hưu này, nó chở vàng, à chở đồng tiền. Con này mẫu số 51, giá là 350k. Cái mặt nha nè. Qua mẫu số 52. 52 đây là một cái mặt luôn, một cái mặt dây chuyền. Có đầu con rồng. Và cái đây là thạch anh. Đá thạch anh xanh. Nó có hình đầu rồng nha anh em. Con này mẫu số 52 giá là 300k. Qua mẫu số 53. 53 con này con đồng hồ, cái này là cái con tỳ hưu luôn nha anh em. Tỳ hưu, cái mặt tỳ hưu làm bằng đá. Đá nó màu đen. Con này mẫu số 53 giá là 350k. Qua mẫu số 54. 54 đây là một cái mặt, à cái mặt của một, mặt một vị Phật nha nè. Ở đây là nó đính đá 5 viên và trên này đính đá nha.
Đá đính, đá đính bằng cái đá gì đây thì không rõ nha. Đây là cũng là mặt sợi dây chuyền, làm bằng đá luôn phải. Con này mẫu số 54, giá là 500k. Qua mẫu số 55. Mẫu số 55. Con này một cái chiếc nhẫn bạc đúc. Bạc đúc dành cho nữ nha nè. Con này size 16 nha nè, bạc đúc nguyên khối. Cái viên chủ này cũng viên chủ này. Con này viên chủ là 0.5 cm. Con này mẫu số 55, giá là 900k. Cái số này nó chưa có nha này. Là Tiền Phú lấy số này là số 56 luôn nha này. Số 56. Nó cũng giống cái con mà mặt đầu rồng kia, nhưng mà đầu rồng này là nó màu bạc, con kia là màu vàng. Có hình con mắt đỏ này. Đá thạch anh. Con này mẫu số 56 nha nè. Mẫu số 56, giá 300k. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ Đồ Điện Nhật. Và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.